Thưa cho con hỏi, lúc mới thành đạo, Đức Phật nói với đạo sĩ Upaka là và sau đó là năm anh em Kodanya rằng Ngài đã giác ngộ và trở thành Đức Thế Tôn đứng toàn giác, một vị Arahant, thì vì sao trong giới luật tỳ kheo lại có điều không nên làm, bao gồm không khoe pháp bậc cao nhân? Mong sư chỉ dạy cho con. Nói như thế này được quý vị, đó là cái việc mà Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân với năm anh em Kiều Trần Như á, khi đó Đức Phật vẫn chưa chế định ra giới luật. Chúng ta có 15 năm đầu, 15 năm giữa và 15 năm cuối suốt thời kỳ hoằng pháp của Đức Thế Tôn. Trong suốt 15 năm đầu, Đức Thế Tôn không hề chế ra một học giới nào. Và khi Đức Thế Tôn không có chế ra một học giới thì Ngài và đệ tử của Ngài hoàn toàn có thể xác nhận và có thể nói với người khác rằng ta đây là một vị A-la-hán, ta đây là một vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là nói về cái sở chứng sở đắc của bản thân. Bởi vì trong 15 năm đầu Đức Phật chưa hề ban hành một cái điều giới luật nào đấy, và cho đến khi nào đó Đức Phật ban hành cái giới luật là không có được nói cái pháp cao nhân cho người chưa phải là tỳ kheo, thì cho tới chừng đó Chư Tăng vẫn còn có thể tuyên bố cái pháp cao nhân mà mình đã chứng. Nhưng khi Đức Phật đã ban bố cái giới đó rồi thì Chư Tăng từ đó trở đi các ngài không có nói nữa. Đầu tiên là chúng ta cần phải biết rõ là thời điểm, cái thời điểm. Và cái thứ hai đó là Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Bản thân ngài đó, bản thân ngài là đại diện cho luật, bản thân ngài chính là giới luật rồi. Cho nên những cái điều, những cái giới luật mà ngài đã ban hành đó, là áp dụng cho chư tỳ kheo chứ không phải áp dụng cho ngài. Xin lấy ví dụ như thế này: nhà vua của một đất nước ban hành một quy định, đó là người dân khi mà mua bán phải nộp thuế chẳng hạn như vậy, thì cái luật đó có áp dụng cho nhà vua hay không? Xin thưa không phải, luật đó áp dụng cho người dân đấy. Thì cũng tương tự như vậy, cái giới luật mà Đức Phật ban hành ấy là Đức Phật ban hành cho chư tỳ kheo ở dưới ngài chứ không phải là ban hành cho ngài. Cho nên đó có hai cách giải thích, mà hiểu theo cách nào cũng đúng.